Cái nào không? Ờ về hả rêu rồi. Nghe lại mà bỏ chửi rồi. Cầm em. Hey. Đúng. Đúng. Sao để tao quay. Mày đi đâu quá. Mày đâu có làm được má mà dưới đá nè. Chút đá bằng tao quay nha. Với mẹ tay mày cùng quay, không nói nhiều. Với mày. Để tao qua cho cho bạn đó cho. Anh kia xuống nè. Anh kia lên. Trên con đó. Mẹ tao thường mắng là quay đi. Tao tránh con ai. Quay nè, ai quay nè. Con trai. Con nhặt đó. Hả? Con nhặt đó. Quay. Vô cầu thủ rất là nhỏ con. Đừng coi tao. Dương cánh ấy là nó kêu mày đứng nè. Chúc mừng đội 6-6, cùng cố gắng vượt lên. Hy vọng làm sao các em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ sau đội bóng 5-2, sau đội bóng 6-6 với tỷ số là 3-2.